Rồi xin chào bà con cô bác nha. Sớm em khuya nhưng mà vẫn cho về đội được em xe nè. Innova G biển số đẹp nha. 01239. Đó. G208 đúng G xịn luôn nha. G xịn nha anh chị nha. 4 mâm lớp vỏ còn mới toanh luôn. Xe đẹp, nội thất cực kỳ đẹp luôn. Có thể nói xe này đẹp có thể hơn chủ nó luôn á. Túp lô túp ly anh chị thấy không? Đúng G xịn, không có taxi nha anh chị nha. Trần sàn nỉ ghế da zin đẹp nè. Ở trên cũng nỉ luôn. Hai dàn lạnh đúng chất dàn G thì nói chung thì ngồi nó sướng lắm. Có ghế tựa tay nè anh chị ha. Cái mai này nó mai đẹp ghê luôn nha. Công nhận đúng thì chất G, xe G nó có khác thiệt. Cái gì cũng vậy đúng không anh chị ha. Tiền nào của nấy nha. Đúng rồi. Bây giờ mới ngộ nhận luôn. Nhiều khi mình mua xe về mình biết luôn. Cái gì cũng vậy, tiền nào của nấy. Đẹp theo cái chất xịn đó. Vô lăng túi khí nè. 2.8. Xe đẹp. Đúng chất gia đình luôn. Cũ số mới toanh. Mơ em sẽ quay chi tiết cho anh chị em mình nhìn nha. Bây giờ tối quá thì em nói chung thì cũng quay sơ sơ thôi. Nhá nhá đi. Xong rồi vô ngủ. Mơ ngủ dậy tính tiếp. Anh em sáng có điện 7-8 giờ sáng thì em không nghe máy đừng buồn nha. Tại vì bên em thì tới 9 giờ mới đi làm việc. Đó. Đóng cửa nghe tiếng đã ghê chưa. Yeah. Vô thì khó xe để nhiều quá. Đó. Đẹp chưa. G thì nói chung nó phải đẹp rồi. G208 nha anh chị, cuối hai, giữa 208 nha. G giữa 208 đăng kiểm tháng 5 2022. Thì em xe này mỗi khi em bán G208 màu đen anh chị thấy không? Em bán là 250 mấy triệu không à. Nhưng riêng hôm nay em xe này em bán với giá tiền là 249 triệu thôi. Chỉ 249 là anh chị em mình có một em xe Innova G đời 208, form dáng đẹp không lỗi thời. Chất xe gia đình cực kỳ đẹp luôn. 4 mâm lớp vỏ mới toanh. Vỏ mới toanh luôn nè anh chị không? Vì cui luôn. Đó, gì cui nè anh chị không? Dày lắm. Nước sơn thì bóng ngầm. Chủ nhân đã mới sơn lại mà. Nội thất cũng đẹp luôn, ngay chủ. Đó, anh chị em nào yêu thì cứ nhấc máy lên. Alo cho em ngày mai á, alo cho em ha. Hoặc là bây giờ cứ inbox cho em đi nha. 249 triệu còn bớt chút đỉnh cho anh em mình lấy lọc nha. Đó. Xe đẹp, ngay chủ, đời cao 208. Thay vì mua MG. MG thì bây giờ anh chị em mình mua. Nếu mà MG thì bây giờ anh chị em mình mua thì đâu đó thì nó cũng khoảng 180 rồi. Em này mắc hơn đâu đó 50-60 triệu mà chạy chắc nó chắc xe nó chạy sướng. Lốp cửa tự động nè. Đó, rồi thứ hai nữa là có túi khí nè. Có hệ thống thắng ABS nè. Đó. Đầm cái dàn xe nó chạy sẽ đầm hơn ha. Rồi anh chị em nào yêu thì cứ nhấc máy lên. Alo cho mình vào số điện thoại nha. Chúc anh chị em ngủ ngon, gặp nhiều may mắn trong công việc nha.